Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Trên một trang mạng có bài viết về cách phóng sinh đúng cách, trong đó nói rằng phóng sinh bắt nguồn từ kinh Phật Đại Thừa, thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, chuyển sang Nhật Bản và các nước láng giềng như Triều Tiên, Việt Nam. Xin sư giải đáp giúp con một số điểm sau. Pháp phóng sinh có phải chỉ bắt nguồn từ kinh Đại Thừa ở Trung Hoa và không có trong kinh Nguyên Thủy phải không ạ? Hai, phóng sinh có phải là một pháp thiện mà người tu Phật nên thực hành không ạ? Nếu thực hành phóng sinh, làm thế nào để đúng pháp và mang lại lợi ích ạ? Nổi trong kinh Nikaya thì Đức Phật không có cái bài nào Đức Phật tán thán, khích lệ hay là hướng dẫn hay là chỉ dạy mọi người là phải phóng sinh. Chỉ có những cái bài kinh là khi thấy một cái con vật gì đó nó gặp nguy hiểm thì vì lòng từ bi vị đấy sẽ tế độ cho nó, vì nó có thể cứu hộ cho nó, thấy nó đói thì cho nó ăn. Đấy, nó gặp nguy hiểm có thể cứu mạng nó ngay trong khoảnh khắc ấy. Thì cái đấy là vì cái lòng từ ái thì có. Chứ không có dạy mình là hải nào ngày nào cũng phải đi mua những con vật để phóng sinh. Vì những cái con vật ấy nó sống thì nó cũng khổ đau. Cũng nó không có, nó sống thêm, nó tức là nó không có tăng trưởng được cái lợi nạc, cái lợi ích gì về cái, những cái pháp mà thượng nhân giải thoát. Là nếu có tụng kinh cho nó nghe nó cũng không hiểu. Thuyết pháp nghe nó không hiểu gì, nó không giác ngộ được cái gì cả. Vậy thì cái pháp phóng sinh ấy thì đúng là phát triển mạnh mẽ ở bên Phật giáo phát triển. Còn cái pháp phóng sinh ấy thì nó cũng có lợi ích chứ không phải nó không có lợi ích, có công đức chứ không phải không có công đức. Ai mà thấy hoan hỷ, có niềm tin làm việc đấy thì đó là cái thiện nghiệp, đó là cái phước lành của cái người.